Chào mừng các bạn đến với kênh Twitter Impenus. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một thế giới đầy màu sắc và sinh động, thế giới của loài thỏ trong khu vườn sau nhà bạn. Hãy cùng tôi bắt đầu. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng một lần nghe về câu chuyện rùa và thỏ trong cuộc đua ai nhanh hơn và rùa đã thắng. Nhưng hôm nay nhân vật chính của chúng ta là bạn thỏ. Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu về sự đa dạng của loài thỏ. Có rất nhiều loài thỏ khác nhau, từ những con nhỏ xinh tới những chú thỏ lớn mạnh. Chúng ta sẽ khám phá những đặc điểm độc đáo của từng loại và cách chúng sống tự nhiên trong môi trường vườn nhỏ của bạn nhé. Thỏ rabbit, nổi tiếng với bộ lông mềm mại và đôi tai dài, thường được nuôi làm thú cưng. Thỏ red, loại thỏ này có lông ngắn, mềm mại và đặc biệt là rất mượt mà. Thỏ Holenlop, được biết đến với đầu tròn và đôi tai ngắn. Thỏ Holenlop có kích thước nhỏ và thích hợp cho việc nuôi trong khu vườn. Thỏ Flemish Giang, với kích thước khổng lồ. Thỏ Netherlandus, là một trong những loài thỏ nhỏ nhất trên thế giới. Thỏ Netherlandus có ngoại hình dễ thương và thu hút. Thỏ Mini Red, thỏ này có lông ngắn và mềm, tạo nên một vẻ ngoại hình đẹp mắt. Thỏ Lyonnais, đặc trưng với lông xù xơ quanh đầu, loại thỏ này thường được người chơi thú cưng đánh giá cao. Đa phần chúng rất nhút nhát, thích ăn cỏ và núp trong bóng râm. Thỏ có khả năng sinh sản cao nếu như môi trường sống thuận lợi và nhiều thức ăn. Thỏ cũng mang lại rất nhiều giá trị kinh tế trong chăn nuôi nhé. Hiện nay do ảnh hưởng của môi trường sống, khát thải, khí hậu, tàn phá cây xanh, nên chúng ta rất hiếm bắt gặp thỏ tự nhiên trong khu vườn nữa. Hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng yêu thú, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức, để chúng ta có thể bảo vệ loài thỏ khỏi những thách thức mà chúng đang phải đối mặt. Đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những thông tin mới nhất và chia sẻ video này. Mỗi hành động nhỏ của bạn đều có thể làm thay đổi lớn cho loài thỏ.